Công ty Bình Minh xin kính chào toàn thể bà con. Thực phẩm máy sấy khô hiện nay đang được thị trường vô cùng ưa chuộng. Ưu điểm nổi bật của dòng sản phẩm máy sấy khô là giữ được màu sắc, dinh dưỡng của nguyên liệu cũng như đảm bảo được vệ sinh an toàn thực phẩm. Vì vậy, công ty Bình Minh đã cho ra đời dòng sản phẩm mới có nhiều cải tiến hiện đại, giúp cho việc sấy các nguyên liệu đạt hiệu quả tối ưu nhất cho người sử dụng. Máy có nhiệm vụ sấy khô, hút hết các độ ẩm ở trong các loại nguyên liệu để có thể bảo quản một cách dễ dàng như sấy hoa quả khô, thịt bò khô, mực khô và nhiều loại nguyên liệu khác tùy theo yêu cầu của người sử dụng. Khoang làm việc được thiết kế 10 khay hoàn toàn bằng inox cao cấp, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hệ thống tiêu thụ điện của máy sấy gồm 8 thanh nhiệt chữ U, mỗi thanh nhiệt có công suất tiêu thụ là 800W, máy sử dụng dòng điện 220V, máy cho năng suất từ 80 đến 100 cân trên một mẻ. Bảng điều khiển thông minh bao gồm các hệ thống, công tắc nguồn, đèn báo, đồng hồ điều chỉnh nhiệt độ thông minh, đồng hồ hẹn giờ, sấy chính, sấy phụ giúp cho người dùng có thể dễ dàng sử dụng. Máy được sản xuất trực tiếp tại xưởng bởi đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm nên chúng tôi xin cam kết về chất lượng và giá thành hợp lý nhất. Khi mua máy của công ty, bà con sẽ được hưởng chính sách bảo hành tốt nhất, được tư vấn hỗ trợ kỹ thuật nhiệt tình nhất. Bà con có thể đến trực tiếp công ty xem máy, thử máy và mua máy. Đối với những khách hàng ở xa, công ty chúng tôi sẽ giao hàng trên toàn quốc qua đường bưu điện hoặc gửi xe khách. Công ty Bình Minh có trụ sở tại địa chỉ 281 Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội. Mọi thắc mắc về sản phẩm, bà con có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua hotline 0911 754422, 0946 249955 để được giải đáp. Chúc bà con sức khỏe, làm ăn hồng phát.